Đại ông tập hiệp và chi vật cam ai nâng trước bình định mơ nơi cho nàng sạch bạc bọc luôn tàn bởi dạ rồi bài ca cho nàng sạch bạc. Rồi bài ca cho nàng sạch bạc cứ chi rồi bài ca mùi đà miên sẽ là sông khăn sẽ là ông tập hiệp và chi vật cam nâng nông ca trước bình định nơi cho nàng sạch bạc bọc luôn nông mùi cả đại bại chạy. Nâng nông ca điệp châm nơi rồi bài ca cho nàng sạch bạc quảng đài có tiêm ti ở dương điệp châm đời dương từ tam sạch bạc kẻ nàng bị đại. Được chứ này xâm ra bởi liệt khả ní niên châm nâng hành chôn ông bi rồi biếp nơi ca điệp châm từ nơi rồi bài ca cho nàng sạch bạc. Nơi khốn cả điệp trong tờ lưu rồi bài cài cho là nàng sạch bạc tầng ọc ní cứ miên bạc thạp rồi giao nâng tùm rung rồi bảo vệ. Xong rắp cả điệp trong nơi rồi bài cài cho là nàng sạch bạc bắt đó chỉ bộ rồi miên đảm bầy chui ăn cập hiệp và chỉ vực căm nơi khốn cả tiên dơ nơi sạch bạc nếp biệt ảnh ai quật. Tỷ bí bắt đầu ăn cập hiệp và chỉ vực căm nơi khốn cả đàn ai nâng bình nhận mơ ông bị là tập hiệp nơi cả tốt thoát phía liệp tờ ai mà chạp phía hốn nâng cả tốt thoát sau vòng đó. Tiếp bấy cả riêng trong nâng rửa bài ca cho nàng sạch bạc ai đơn ông bị hạt hóa đã chỉ phép khó khní rồi viên bạc cho mình sật để dừng từ tước bàn nâng nông kí nâng cho nàng sạch bạc sật để dừng bàn bắt đơn nâng bạc bạc tăng và dạp bạc cả. Tiếp bốn tệ tông tay dùng mình nâng ác thấp rồi dòng nâng cả riêng trong rửa bài ca cho nàng sạch bạc cứ bằng hai ông bị sạch bạc để bàn vì để dù chả nâng sạch bạc để bàn một bị sạch cam phiệp hay là chẳng nơi không cả riêng trong nơi rồi bài ca cho nó sẽ phải bất chỉ miền ảnh thả bài giao xem là ông tập hiệp và chi vừa cắm nơi không cả tam đan nâng trút biến nơi nơi cho nó sẽ phải được bạc luôn để cho này được không một điều khả nhí nhưng trong lần hành chú nằm vì cả riêng trong từ nơi rồi bài ca nơi không đi phòng đáy tại tổng tầng nâng cả riêng trong nơi rồi bài ca cho nó sẽ phải kịp máy chai trên chiếc bây giờ cầm tìm mối dường hàng tại chiếc sạc cầm phiếu phát tiệm bạc cả nơi khốn cả riêng trong từ lừa cái hào thai chi cho nó sẽ bạn để bàn một vị sự cam phiệp và tiệm bạc cá từ biển miết sẽ là sống khăn là không cả thuốc bị nịch thả ta sạch bạn để bàn một vị bạc tiệm bạc cá được bỏ ăn cập hiếp đang sạch bạc châu nâng sạch bạc chính miên trùng nguồn bằng mạng sau mắt sẽ thiết để dụng một riêng trong là không được bài ca cho nó sạch bạc sẽ là chỉ operating activity từ chỉ income statement activity miết này thay dương bạc thiết đằng ở để miết được không được bài ca bạc tỷ pi cứ chỉ sạch cam mà phiệu bị dùng nếu không cài riêng trong rồi bài ca cho nàng sạch bạc từ bằng hai nhóm vì cho rằng sạch bạc châu lần trên nếu không sạch cam phiệu bị dùng nếu không sạch cam phiệu bị dùng để dùng riêng trong chia rồi bài ca cho nàng sạch bạc cứ dùng dùng bằng ra bằng rua nếu không cài bị dùng nâng bằng ra bằng rua này trọc sầm mắt rồi dọc về dùng một riêng trong nếu không rồi bài ca cho nàng tỷ bay cứ chia sạch cam phiệu hay rành vật sạch cam phiệu rành vật khổ cứ dùng bình định mơ từ lừa cái hàng thời chia cho nàng sạch bạc châu lần trên xuất nơi không sạc cam phiệp bằng vật thốt đại dương sắc xa nơi không ca hiệp trăm nơi tìm ní cư chỉ ca phạp đô từ lực bóng ngơ rồi dạp bởi quên cho mình được lắm chẳng nơi tìm ní tẹo tông tình nâng ca hiệp trăm nơi rồi bài ca cho nó sạch bạc cư dừng trong bài chai trên chiếc bây sạc cam phiệp sạc cam phiệp bạc tế bạc cá sạc cam phiệp bình dương nâng sạc cam phiệp hẹ rành vật thốt nơi không ca hiệp trăm rồi bài ca cho nó sạch bạc phòng đai cư dừng ảnh nơi lòng từ tam stong đa lịch bạc bẩn IAS7 nơi không ai S7 cư chỉ câu này dụ bài được quan hệ tệ vị thí này cả bằng hai nhóm vị cá hiếp trong tờ lưu được bài cả toàn nơi không đi phong đai kẻ tôn tờ chỉ mùi nâng sạc cam một hiếp và tệ bạc cả hạt tớ nơi không sạc cam hiếp và tệ bạc cả dường lớp dốc nơi ở vị khá dụng một bằng nơi bế để dường hiếp trong nơi được bài cả cho mình là sạc bạc không sạc cam hiếp và tệ bạc cả dường miễn sạch bạc chỗ cả hạt tờ chỉ cash inflow nơi không sạch bạc châu để bàn một vị sự cam phiệp bạc tệ bạc ca cứ dừng bán một vị sạch bạc một vị can lụa tùm ninh rước qua cặp đoàn nơi dây bạc cam sạch bạc đai từ tuột ban vị can lụa tùm ninh rước qua cặp đoàn dây bạc cam trời chắc châu chỉ cash inflow nơi không operating activity sạch bạc để dừng từ tuột ban một vị cả bạc nâng sạch bạc từ tuột ban một vị phía liệp cứ trời bàn chắc châu từ không operating activity đấy xâm rạp chỉ operating activity đấy bằng tay chỉ cash outflow lôi chảnh nơi khốn ca riêng trăm tên lửa operating activity chỉ cash outflow cứ sách prạc để dương bàn tốt toàn tên lửa cả tiền tùm nính sách prạc để dương bàn tốt toàn tên lửa prạc khai rồi bảo bộ cơ lực sách prạc dương tốt toàn tờ ai buôn rồi bảo rạc thả phí bá sách prạc dương tốt toàn chỉ ca prạc tờ ai nhạc đại ao dương chảy lưới nâng sách prạc để dương trong nai đoàn tây tiệt đã vẹt quan tay cho mươi nâng tức lương chà rứ có chia trong nai xem xem tiệt đã chỉ operating activity đã dương bàn tốt toàn chỉ sách prạc chẳng ní cư chì cash inflow nâng cash outflow nâng không operating activity
សមាសធាតុដែលយើងមកបង្ហាញដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងនៅក្នុង operating គឺជា income statement item ជា income statement item នៅក្នុងការរៀបចំទៅលើ investing activity យើងមានជា cash inflow យើងមានជា cash outflow សម្រាប់ជា cash inflow នៅក្នុង investing គឺបានមកពីការលក់នៅ property plan and equipment នៅពេលដែលយើងលក់នៅអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានជា cash inflow បានមកពីការលក់ទៅលើការវិនិយោគជាមូលបត្របំណុលឬក៏ជាមូលបត្រទ្រព្យម្ចាស់របស់អង្គភាពដទៃទៀតដែលយើងបានទិញចា៎បានមកពីការប្រមូលលុយដើមនៅពេលដែលយើងឲ្យទៅអង្គភាពដទៃទៀតខ្ចីអញ្ចឹងនេះគឺជា cash inflow នៅក្នុង investing សម្រាប់ investing activity ជា cash outflow គឺជាសាច់ប្រាក់ដែលយើងទូទាត់ទៅលើការទិញអចលនទ្រព្យទិញ property plan and equipment ទៅលើការទិញការវិនិយោគជាមូលបត្របំណុលឬក៏ជាមូលបត្រទ្រព្យម្ចាស់របស់អង្គភាពដទៃទៀតនៅពេលដែលយើងឲ្យអង្គភាពដទៃទៀតខ្ចីលុយនេះគឺជា cash outflow នៅក្នុង investing អញ្ចឹងនៅក្នុង investing activity អ្វីដែលយើងរៀបចំគឺជាបំរែបំរួលទៅលើការវិនិយោគនិងបំរែបំរួលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរយៈពេលវែងមានជា cash inflow មានជា cash outflow តើក្នុងនេះផងដែរតកតងទៅនឹងការរៀបចំទៅលើរបាយការណ៍ចរន្តសាច់ប្រាក់យើងមាន financing activity គេហៅថាជាសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងមានជា cash inflow យើងមានជា cash outflow ជា cash inflow នៅក្នុង investing នៅក្នុង financing គឺបានមកពីការលក់ ordinary share នៅពេលណាដែលយើងបោះបង់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងលក់ដើម្បីនឹងយើងប្រមូលទុននៅពេលនោះវាគឺជាចលនាសាច់ប្រាក់ចូលនៅក្នុងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលយើងបោះបង់បំណុលរយៈពេលវែងមានដូចជា bond ឬក៏ note វាក៏ជា cash inflow នៅក្នុង financing ដែរមានន័យថាយើងត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការខ្ចីបំណុលពីប្រភពខាងក្រៅនិងយើងបានទទួលហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការលក់បង់ភាគហ៊ុនរបស់អង្គភាពអញ្ចឹងនេះគឺជា cash inflow នៅក្នុង financing ហើយមានជា cash outflow នៅក្នុង financing ទៅដូចជាករណីដែលយើងទូទាត់ភាគលាភទៅឲ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនករណីដែលយើងទូទាត់សងបំណុលរយៈពេលវែងឲ្យទៅអ្នកដែលយើងបានខ្ចីចាឬក៏ការដែលយើងទិញបានភាគហ៊ុនត្រឡប់មកវិញជា treasury share អញ្ចឹងនេះគឺជា cash inflow និងជា cash outflow នៅក្នុង financing នៅក្នុង financing activity អ្វីដែលយើងយកមករៀបចំគឺជាបំរែបំរួលទៅលើបំណុលរយៈពេលវែងជាមួយនឹងក្រុមចាចឹងនៅក្នុងនេះផងដែរយើងមានមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងរៀបចំរបាយការណ៍ចលនាសាច់ប្រាក់វាមានករណីខ្លះដែលវាមិនមែនជា non cash activity ករណីខ្លះគឺជាសកម្មភាពដែលកើតឡើងមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាអីនៅពេលដែលយើងបោះបង់ភាគហ៊ុនដើម្បីទិញទ្រព្យសម្បត្តិមានន័យថាការទិញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគឺយើងទិញជាសាច់ប្រាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈពេលដែលយើងទិញដីទិញអាគារឬក៏ទិញអាសិតផ្សេងៗដែលយើងអាចបានយកលុយទៅទិញតាមរយៈការបោះបង់ភាគហ៊ុនទៅទិញដូច្នេះនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលបានភាគហ៊ុនរបស់យើងកើនឬក៏នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងកើនអត់មានចរន្តសាច់ប្រាក់ទេនៅពេលដែលយើងរៀបចំរបាយការណ៍ចរន្តសាច់ប្រាក់ប្រតិបត្តិការមួយនេះមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ចរន្តសាច់ប្រាក់តកតងទៅជាមួយនឹង conversion of bond into ordinary share ការដែលយើងផ្ទេរពីបានបំណុលទៅជាបានភាគហ៊ុនអញ្ចឹងបានបំណុលថយចុះបានភាគហ៊ុនកើនឡើងក៏អត់មានចរន្តសាច់ប្រាក់ដែរនៅពេលដែលរៀបចំរបាយការណ៍ចរន្តសាច់ប្រាក់ក៏មិនត្រូវបានបង្ហាញដូចគ្នាករណីទី3នៅពេលដែលយើងបោះបំណុលដើម្បីទិញទ្រព្យចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបោះបំណុលដើម្បីទិញទ្រព្យប្រតិបត្តិការមួយនេះក៏អត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំរបាយការណ៍ចរន្តសាច់ប្រាក់ក៏មិនត្រូវបានបង្ហាញដូចគ្នាការផ្លាស់ប្តូរទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរយៈពេលវែងយើងយកទ្រព្យដែលយើងមានស្រាប់យកទៅដូរជាមួយនឹងទ្រព្យថ្មីដូច្នេះប្រតិបត្តិការមួយនេះក៏មិនមានចរន្តសាច់ប្រាក់ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងរៀបចំរបាយការណ៍ចរន្តសាច់ប្រាក់នៅពេលដែលមានប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងបែបនេះគឺក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយគួរតែបង្ហាញអំពីកត្តាដែលកើតមានឡើងនេះជាលក្ខណៈ financing និង investing activity ដែលវាអត់ affect ទៅលើសាច់ប្រាក់ដើម្បីនឹងធ្វើការបញ្ជូលបន្ថែមទៅលើសមាសធាតុឬក៏ប្រតិបត្តិការនៃការឡើងបែបនេះយើងអាចរៀបចំជា supplementary schedule ដែលវាស្ថិតនៅពីខាងក្រោមនៃ statement នៃ cash flow explain ចា៎ឬក៏យើងអាចរៀបចំជា separate note ដើម្បីបញ្ជូលបន្ថែមទៅលើធាតុដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងចរន្តសាច់ប្រាក់ចាអរគុណច្រើនដែលបានតាមដាននឹងការបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំសម្រាប់ការរៀបចំទៅលើរបាយការណ៍ចលនាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមបងប្អូននិងមនាបងប្អូនទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមដែលនាងខ្ញុំចែកជូននៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះអរគុណជួបគ្នានៅគ្លីបវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតចា៎